Tìm hiểu thông tin qua một vài người bạn diễn trong ekip đoàn phim, nghệ sĩ Nguyễn Hải biết đến Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc, nơi giúp hàng triệu quý ông tìm lại phong độ phòng the, với đội ngũ bác sĩ y thuật cao, nghiên cứu và sáng tạo không ngừng. Đây cũng là nơi thăm khám và điều trị cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Yên tâm với nhiều thông tin công khai trên Internet, nhiều báo chí uy tín đưa tin và nhiều người bệnh đã khỏi bệnh, nghệ sĩ Nguyễn Hải quyết tâm đến thăm khám trực tiếp tại đây. Nghệ sĩ Nguyễn Hải bắt đầu thăm khám tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc từ cuối tháng 12 năm 2019. Bác sĩ theo sát liệu trình của nghệ sĩ là thầy thuốc ưu tú chuyên khoa 2 Lê Hữu Tuấn, nguyên là phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Bác sĩ đã thăm khám, trò chuyện, đồng hành cùng nghệ sĩ suốt quãng thời gian chăm sóc sức khỏe của mình. Qua trao đổi và thăm khám thì nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải, 63 tuổi, biểu hiện lên một số triệu chứng. Thứ nhất, có thể xếp vào người có tuổi. Nó nổi bật lên 3 cái dấu hiệu của cái rối loạn suy giảm chức năng tình dục. Có 2 dấu hiệu nổi bật là có giảm đi cái ham muốn tình dục và có cái rối loạn cương dương. Đồng thời là có biểu hiện một số cái rối loạn khác, bệnh lý trong 9 cái biểu hiện của cái rối loạn mãn dục nam. Một số cái biểu hiện khác nữa là xương khớp nó đau mỏi khi ngồi nhiều hoặc khi thay đổi thời tiết, rồi tức ngực, vân vân. Thế qua kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng đây là có thể xếp vào cái chứng mãn dục nam. Với tình trạng của nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải, chúng tôi khuyên dùng theo một cái phác đồ. Thứ nhất là mãnh lực trường xuân để tăng cường cái ham muốn và cải thiện cái rối loạn chức năng cương dương. Thứ hai là dùng bổ thận để chữa vào gốc của bệnh. Khi mà bổ vào tạng thận, tức là sẽ làm cho tăng cái testosterone nội sinh, mà testosterone là quyết định cái ham muốn và cương dương. Thứ ba là dùng mãnh lực trường xuân tiểu vào buổi tối. Ngoài ra thì có lời khuyên là dùng thêm cố tinh trường xuân hoàn. Sau một thời gian dùng là 2 tuần thì nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hải có phản ánh lại là sức khỏe được nâng lên, ăn ngủ tốt, lao động bền bỉ, tinh thần sảng khoái. Sau một tháng dùng thì thấy rằng cái ham muốn tình dục được cải thiện rất nhiều, rối loạn cương dương cũng được cải thiện rất nhiều. Và sau dùng 3 tháng thì hoàn toàn là một cơ thể trở lại cái phong độ như cái thời trung niên. Y đúng liệu trình được bác sĩ Tuấn đã vạch ra, chỉ sau 2 tháng sử dụng mãnh lực trường xuân Plus kết hợp với mãnh lực trường xuân Tử đã thay đổi tích cực sức khỏe của nghệ sĩ Nguyễn Hải, và nghệ sĩ đã cảm nhận rất rõ ràng trên cơ thể của mình. Phải nói rằng là dùng cho đủ một liệu trình mà chỉ cần sau 10 ngày thôi là đã cải thiện được tình trạng tức thời rồi. Thế nhưng mà sau dùng hết là một liệu trình thì thấy hiệu quả rõ rệt và thậm chí còn đạt hiệu quả cao nữa. Chùn chân, mỏi gối, đau lưng hết, và thậm chí tiểu đêm được hạn chế rất nhiều. Da dẻ sáng ra, ăn ngon, ngủ kỹ và thậm chí không muốn nằm mơ mẩn gì cả. Và lòng ham muốn về mặt tình dục đã trỗi dậy, nhìn thấy phụ nữ là thấy tươi tỉnh hẳn lên, chứ không phải là sợ sệt hay là lo lắng một vấn đề gì đấy.